vào những ảo tưởng nữa. Còn ảo tưởng chuyện gì? Thì ảo tưởng chuyện tình cảm với anh đó. Vậy nha anh. Khoan đã, tại sao cô dám khẳng định đó là ảo tưởng? Thì đúng là ảo tưởng mà. Anh đâu có thương gì em đâu. Tôi không thương cô. Lúc mà cô bỏ đi, chính tôi là người tìm cô về nhà. Rồi tôi cũng kêu dì Mơ nấu hủ tiếu mì cho cô ăn nữa. Vậy là anh có thương em hả? Anh có muốn em về lại Đoàn Luân không? Cô về liền. Về liền cho tôi. Cô. Em về rồi nè. Anh hứa rồi đó nha. Em về là anh không có được ăn hiếp em, không được hắt hủi em nữa đó. Tại sao vậy hả? Cô có biết là tôi nhớ cô lắm không hả? Anh tỏ tình gì mà thô bạo quá vậy? Sao dám lừa tôi? Em lừa anh sao hồi dám nào? Lừa tôi? Là tôi xuống Trang đó. Tôi thấy Trang quá mệt mỏi chuyện tình cảm của anh rồi, nên tôi xuống cô ấy ở lại Sài Gòn để xem tình cảm của anh như thế nào. Nếu mà anh không thương cô ấy á, thì tôi sẽ giấu cô ấy đi. Em nghĩ là cho dù anh không đáp lại tình cảm của em, thì em vẫn không muốn rời bỏ Đằng Lân. Nói chung là vậy đó. Vậy bây giờ sao? Em biết tình cảm anh dành cho em chưa? Dám bày trò cho mọi người bị lừa một phen hả? Trời ơi. Rồi, hay ra đây, ra đây. Nhịp cùng nhịp bước chân, những vũ điện hoa cùng đất trời.